Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ sáu ngày 8/7/2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Vĩnh Long, đài Bình Dương và đài Trà Vinh. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like để nhận những kết quả quay thử tham khảo xổ số miền Nam, miền Bắc mới nhất từ kênh Mạnh Vlog 1 của mình nhé các bạn nhé. Một lần nữa chúc các bạn may mắn, mời các bạn nghe nhạc.